vé tàu tại ga Sài Gòn. Phù phép vé giả cho khách đi tàu chui. Móc nối với nhân viên đường sắt bán suất đi tàu nội để trục lợi. Những người nào có mặt trong đường dây này, họ biến hóa thế nào? Mời quý vị đón xem trong phóng sự Cò vé tàu náo loạn ga Sài Gòn trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Ga Sài Gòn những ngày đầu tháng 6 năm 2024, từng đoàn người tất bật đi các chuyến tàu về quê dịp hè. Đây cũng là thời điểm nhóm cò vé tại ga Sài Gòn hoạt động sôi nổi. Nhóm người này tập trung ở ga từ sáng sớm đến tối, tiếp cận hành khách để mồi chài đi vé lụi mà không cần phải mua vé tàu theo quy định. Chiều 26 tháng 4, tại khu vực ga Sài Gòn có khoảng 10 cò vé đang hoạt động. Nhóm này thường tập trung ở một cửa hàng thức ăn nhanh cạnh quầy bán vé, rồi tiếp cận người trễ tàu hoặc không mua được vé. Thời điểm này có khoảng 20 hành khách bị trễ tàu hoặc không mua được vé nên phải tìm đến nhóm cò hoạt động tại đây. Lượng khách đông, nhóm cò liên tục gọi điện đi ra đi vào hỏi thăm, trấn an khách đang ngồi đợi tới giờ tàu chạy. Trong thời gian ghi nhận, chúng tôi nhận thấy các cò vé tại ga Sài Gòn đều có mối liên hệ với các nhân viên làm nhiệm vụ trên tàu. Khi cò tìm được con mồi, sẽ điện thoại cho nhân viên đường sắt đề nghị bố trí chỗ. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, khách chỉ việc qua cổng soát vé, sẽ có người đón lên tàu rồi trả tiền. Cứ mỗi lần móc nối thành công một người đi vé lụi, mỗi cò vé sẽ được hưởng 100 đến 500 ngàn đồng tùy quãng đường di chuyển. Số còn lại thì các nhân viên đường sắt móc nối cho khách đi tàu lụi hưởng lợi. Chiều 26 tháng 4, phóng viên liên hệ quầy bán vé tại ga Sài Gòn để tìm chuyến tàu có lộ trình thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Tại đây, nhân viên bán vé cho biết. Thì bán vé thôi ạ. Nếu mà mong vé thì ghế ngồi 1-8 ra, còn giường nằm phần giữa 2 ạ. Dù hết vé, tuy nhiên một cò vé tinh châu khoảng 40 tuổi tiếp cận, chào mời suất đi tàu chuyến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đi ngồi hả? Ngồi 800. Ngồi 800. Mấy tới giờ? 7 giờ rưỡi. Với lại 9 giờ 5 hay 9 giờ 10 thì quên mẹ. S2 với S4 với S12. Đại diện đặt cái gì đi cha, không đặt sâu là lấy vé đi. Rồi đặt cho chị 200 nha, còn chịu lên tàu trả. Ok chưa? Còn không thì đưa lại cái chứng minh cho chị nè, khách chị đi Hà Nội. Sau đó, người này dẫn chúng tôi vào một cửa hàng nơi có nhiều khách đi vé lụi. Tại đây, bà này bắt đầu điện thoại cho các đầu mối tìm vé lụi cho chúng tôi. Sau một hồi điện thoại cho nhân viên đường sắt, chúng tôi được cò châu cho biết đã có chỗ trên chuyến tàu SE4 xuất phát lúc 19 giờ tối và yêu cầu đưa trước 200 ngàn đồng đặt cọc. 18 giờ 30, bà châu gọi phóng viên ra một góc vắng người rồi cho số điện thoại của người tên Tuấn và đưa chúng tôi lên tàu. Theo hướng dẫn của bà châu cùng nhân viên trên tàu tên Tuấn, chúng tôi trót lọt lên tàu. Ngoài việc móc nối xử lý cho khách đi chui qua điện thoại, các cò vé tại đây còn quyền lực yêu cầu nhân viên đường sắt ra ngoài trực tiếp dắt khách lên tàu mà không cần qua cổng soát vé. Việc thực hiện quy trình trái ngược này cho thấy một lỗ hổng cực kỳ lớn trong việc kiểm soát hành khách lên tàu tại ga Sài Gòn. Sáng 27 tháng 4, các chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết đều đã hết vé. Thế nhưng nhiều cò vé tại ga Sài Gòn vẫn liên tục quảng cáo mình có suất đi tàu. Thấy chúng tôi lang thang, một cò vé tàu tiếp cận chào mời suất đi lụi. Khi biết được lộ trình, ông này chuyển chúng tôi cho một người cò vé khác tại ga tên Hai. Tại đây, người này đã điện thoại cho một nhân viên trên chuyến tàu sắp chạy, đề nghị bán suất đi tàu chui. Chỉ vài phút sau, nhân viên trên tàu xuất hiện dắt khách hàng đi thẳng lên tàu mà chẳng cần qua cổng soát vé. Thực tế, việc kiểm soát vé tại ga Sài Gòn hầu như không có hiệu quả. Có trường hợp khách đi tàu dùng vé của người khác cũng lên tàu dễ dàng.
Thực tế này chính là một nguyên nhân khiến ngành đường sắt chật vật tìm lợi nhuận. 5 giờ 50 phút ngày 29 tháng 4, sau khi kiểm tra là chuyến tàu Sài Gòn-Đà Nẵng không còn vé. Tuy nhiên ở bên ngoài, các cò vé vẫn bán vé lụi cho lộ trình này. Thấy chúng tôi lang thang, một người đàn ông tên Hiệp mặc trang phục của nhóm nhân viên bốc xếp tiếp cận hỏi hành trình. Sau đó, người này vừa điện thoại vừa đến quán cà phê gặp một nhân viên đường sắt đang ngồi tại đây. Vài phút sau, ông Hiệp quay lại báo giá. Hai người nhiêu. Không bao qua giá lên mà. Rồi, ok. Bây giờ là giá vé là 1.3 triệu giường nằm thì lấy có 1.2 triệu thôi, 1.1 triệu hai người 2.2 triệu. Hai người nằm hai giường luôn. Một phòng luôn, lên sắp chạy rồi. Ghế ngồi cũng là 9.875 ngàn rồi. Như 900 mẹ bỏ thêm 100 mấy nằm mẹ rồi đi. Được chưa? Rồi đổi lấy số ngồi chuyến tàu đi. Qua đây lấy vé vô. Chúng tôi đồng ý với vé lụi mà ông Hiệp chào mời và được cho vào sân ga, đi thẳng vào bên trong toa số 3 thì có một nữ nhân viên đường sắt đang đứng đợi. Thấy chúng tôi, người này hướng dẫn vào giường nằm số 25-26 mà chẳng cần mua vé. Kỳ sau, phóng sự tiếp tục với việc bóc trần các thủ thuật phù phép cho khách không vé lên tàu của các nhân viên đường sắt. Sáng ngày 31 tháng 1 tại ga Sài Gòn, hàng ngàn người dân xếp hàng với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị vào cửa soát vé lên tàu về quê ăn Tết. Nhiều người dân cho biết phấn khởi khi mua được giá vé giảm giá về quê với chi phí hợp lý. Một nhân viên tại ga Sài Gòn cho biết, đợt này chủ yếu là người lao động, học sinh, sinh viên về quê sớm. Công nhân một số khu công nghiệp thì còn ít, có lẽ kinh tế khó khăn nên nhiều người chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh để đón Tết. Ngày 30 tháng 1, ngành đường sắt sẽ phục vụ 12 chuyến tàu với gần 3.000 hành khách. Còn ngày 31 tháng 1, có khoảng hơn 3.600 hành khách trên 15 chuyến tàu. Do đó, hành khách đến ga Sài Gòn những ngày này lúc nào cũng đông vì các chuyến tàu rải rác xuất phát từ nhiều khung giờ trong ngày. Đại diện ngành đường sắt cho biết, từ ngày 26 tháng 1, ngành đường sắt sẽ điều chỉnh giờ tàu theo các mác tàu dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Dự kiến cao điểm từ ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày 2 tháng 2, sẽ có khoảng hơn 5.000 người về quê ăn Tết bằng tàu hỏa. Ngày 2 tháng 2, ga Sài Gòn nhộn nhịp người dân về quê với nhiều khung giờ khác nhau. Hôm nay cũng là ngày bắt đầu cao điểm của dịp Tết Giáp Thìn 2024 với hàng ngàn hành khách rời thành phố Hồ Chí Minh về quê. Theo ghi nhận của phóng viên, vào khung giờ từ 11 đến 13 giờ, rất đông hành khách đến ga Sài Gòn để chuẩn bị các thủ tục lên tàu. Năm nay ga Sài Gòn cũng trang hoàng nhiều góc chụp hình để hành khách đến sớm có thời gian lưu lại những kỷ niệm đẹp những ngày cận Tết. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết trong ngày 2 tháng 2, ngành đường sắt phục vụ 16 chuyến tàu với hơn 5.000 hành khách. Cũng theo vị này, trong các ngày tới, ga Sài Gòn cũng phục vụ số lượng chuyến tàu và lượng hành khách tương tự. Cụ thể, ngày 3 tháng 2 có 16 chuyến với gần 5.707 hành khách, ngày 4 và ngày 5 tháng 2 với 17 chuyến tàu với 5.600 hành khách. Trong đó, ngày 7 tháng 2 tức 28 Tết, nhiều chuyến tàu nhất là 18 chuyến nhưng lượng hành khách không quá đông, chỉ gần 6.000 hành khách. Ghi nhận của phóng viên, nhiều hành khách đến sát giờ tàu chạy hoặc có những trường hợp bị trễ tàu chỉ vài phút cũng không được lên tàu. Để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi đi tàu, tránh những trường hợp trễ tàu đáng tiếc, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý. Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu, giấy tờ tùy thân và giấy tờ để xác minh đối tượng giảm giá của hành khách tại cửa ga và cửa toa tàu. Quý khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu.